Ở tập trước, Diệp Phàm hóa thành ma vương, tàn sát phái Thanh Hà đầy máu tanh để trừng trị kẻ ác. Hắn thu phục phái Thanh Hà, thành lập Mỏ Giáo và trở thành trưởng giáo. Huyền Nguyệt động đến đề nghị hợp nhất nhưng bị Diệp Phàm giằng mặt. Chuyển sang tập 90 của Già Thiên. Diệp Phàm để mảnh đế ngọc ấm áp trong tay, nhìn một hồi rồi cẩn trọng thu hồi. Hắn quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt động một cái, rồi đi nhanh biến mất ở đường chân trời. Lúc quay về phái Thanh Hà, hắn mới phát hiện bây giờ không phải là thời điểm để bế quan. Bởi vì, dường như ba nhà Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Thất Tinh Các đã không kềm nén được nữa, lúc nào cũng có thể tiến công tới. Phái Thanh Hà vừa mới bị hắn đánh xong, mấy môn phái này đã có ý nghĩ muốn nửa đường cướp đoạt để lấy đi chén canh của hắn, điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Người của Ly Hỏa Giáo tới bái sơn. Một người đệ tử phái Thanh Hà đưa tin. Đánh ra ngoài. Diệp Phàm không đợi ba người trưởng lão kia nói gì, trực tiếp ra lệnh. Nhưng người này là đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo, này, đánh hắn ra ngoài thật sao? Mấy vị đệ tử kia cảm thấy khó khăn, quay mặt nhìn ba vị trưởng lão phái Thanh Hà. Đại đệ tử trưởng môn giỏi lắm sao? Đuổi ra ngoài, coi như không thấy. Diệp Phàm phất tay. Này, không tốt lắm đâu. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà rối rít đứng dậy, kiên nhẫn giải thích, thực lực Ly Hỏa Giáo rất mạnh, cũng không kém Huyền Nguyệt động bao nhiêu. Đừng nói với ta rằng bọn họ cũng có một tên thái thượng trưởng giáo già như mấy con quái vật đấy. Diệp Phàm nhìn về ba người. Một người trưởng lão cười khổ, nói, thật ra bọn họ có hai lão quái vật, 8 năm trước đã là cường giả đạt tới cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung. Không phải là một người, mà là hai người ư. Diệp Phàm không thể nói gì được nữa. Vừa mới ổn định được Huyền Nguyệt động xong, bây giờ lại có Ly Hỏa Giáo tới đây. Đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo, Đỗ Thành Cung cầu kiến. Âm thanh dằn dặc từ ngoài sơn môn truyền tới, truyền đến ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà. Rõ ràng đây là một hành động cực kỳ vô lễ đối với một môn phái, trước có Lý Du Nhiên, bây giờ lại có Đỗ Thành Cung nói lớn như thế, thật quá khinh thường phái Thanh Hà. Bọn họ đã thấy rõ thực hư, tất nhiên không còn kiên kỵ nữa. Diệp Phàm cười lạnh, nhưng sau đó lại ngạc nhiên, hỏi ba người trưởng lão, chung quanh môn phái các ngươi có nhiều tên lòng lang dạ sói như thế, nhưng môn phái các ngươi lại không có cường giả ngoài cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung trấn giữ. Ta thật không hiểu sao các ngươi vẫn còn tồn tại đến bây giờ được. Phái Thanh Hà ta cũng có một cường giả như vậy. Cái gì? Diệp Phàm giật mình. Nhưng mấy tháng trước người đó đã bị tẩu hỏa nhập ma, tọa hóa rồi. Một người trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Nói như vậy, nếu như ta tới sớm một chút thì không phải giữ nhiều lành ít rồi. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, hắn đã khinh thường phái Thanh Hà rồi. Đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Giáo, Đỗ Thành Cung cầu kiến. Âm thanh dằn dặc lại truyền đến lần nữa, nhưng lần này rõ hơn khi nãy, cho thấy người này đã đi tới gần. Cho hắn vào đi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, rồi đứng dậy nói, ta mời một vị bằng hữu tới. Một lát sau, hắn lại xuất hiện trong hình dáng của tên đạo sĩ bất lương Đoạn Đức. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà nhìn nhau, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được. Không lâu sau đó, đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Giáo đi tới ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà, nhưng người này không đi lên bằng bậc thang, mà là trực tiếp bay lên. Hắn làm vậy giống như coi nơi này là một nơi không người, tỏ rõ ý khinh miệt. Nếu như đổi lại là một môn phái cường đại, người tới bái sơn không thể tùy ý phi hành như vậy được. Khi bay tới nơi, Đỗ Thành Quân cũng không dùng làm lễ gặp gỡ một người vãn bối phải làm, hắn chỉ chắp tay một cái cho xong rồi nói, ra mắt các vị tiền bối, gia sư bảo ta mang đến một phong thư, muốn đích thân giao cho trưởng giáo quý phái. Trưởng giáo đang bế quan, ngươi có thể để thư lại, chúng ta sẽ chuyển giao. Trưởng lão phái Thanh Hà trầm giọng nói, vậy không thể được. Sự việc trọng đại, gia sư căn dặn nhất định phải đích thân giao cho trưởng giáo phái Thanh Hà. Đỗ Thành Quân lắc đầu, để bọn ta chuyển giao không phải như nhau sao? Nơi này là phái Thanh Hà, trưởng môn đang bế quan, chẳng lẽ phải vì ngươi mà xuất quan? Một vị trưởng lão phái Thanh Hà trầm mặt xuống, cảm giác không thoải mái. Đỗ Thành Cung tỏ ra sốt láo, nói, đây là thư tín của trưởng giáo, tất nhiên phải để trưởng giáo quý phái đích thân ra nhận, người khác không được. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Phàm cười lạnh, trực tiếp hóa ra một bàn tay lớn đánh tới Thành Cung. Đây không phải là một đòn tấn công bình thường. Cả người Đỗ Thành Cung thoáng cái đã bị đánh úp xuống đất, xương cốt gãy lìa nhiều chỗ. Ngươi là ai? Sao dám động thủ với ta? Ngươi phải biết ta đại biểu cho cả Ly Hỏa Giáo tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn hai phái khai chiến với nhau sao? Khóe miệng Đỗ Thành Cung chảy máu, bò dậy một cách khó khăn. Nhưng lúc này hắn đã thu liễm ngạo khí lại, cảm thấy hơi lo lắng. Bần đạo tên Đoạn Đức. Diệp Phàm nói họ tên giả ra. Ngươi là người nào? Tại sao lại vô cớ xuất thủ? Đỗ Thành Cung đứng lên, dùng tay xóa đi vệt máu ngay khóe miệng.
Lúc này hai hàng lông mày hắn dựng đứng thẳng lên, hắn là đại đệ tử của Ly Hỏa giáo, tâm tình vốn cao ngạo, chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Về nói cho trưởng giáo các ngươi biết, sư phụ bần đạo đang ở phái Thanh Hà, không muốn bọn tôn cá tới đây quấy rối. Nếu không có cường giả tu luyện đến bí cảnh thứ ba, tứ cực, thì đừng tới chịu chết. Diệp Phàm lại xoay lòng bàn tay, hóa ra một bàn tay to lớn đánh bay đổ thành côn ra khỏi ngọn núi cao nhất. Hắn vận chuyển cửu bí, rồi dùng đấu chiến thánh pháp lưu lại thương thế vô cùng đặc biệt trên người đổ thành côn. Nếu như Ly Hỏa giáo dò xét tới, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Đoàn đạo trưởng, người làm vậy là... Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thật không biết nói sao nữa, vị này còn tùy tiện hơn cả thiếu niên ma vương kia, mới nói được mấy câu đã đánh bay đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa giáo ra ngoài, rõ ràng là chọc đại thù mà. Không sao, các ngươi càng nhún nhường, bọn họ càng nhanh chóng đánh tới hơn. Diệp Phàm cười lạnh, nói, nhưng ta đoán, sau khi thấy thương thế của Đỗ Thành Cung xong, bọn họ sẽ không dám tiến công nữa. Bẩm báo trưởng lão, đệ tử Thất Tinh Các, phái Lạc Hà tới đây cầu kiến. Để bọn họ vào. Diệp Phàm khoát tay áo. Đoàn đạo trưởng, không phải người muốn. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thấp giọng hỏi. Quả nhiên đúng như những gì họ lường trước. Sau khi gọi hai người kia vào, Diệp Phàm trực tiếp vung một chưởng đánh cho hai người phải đau đớn đến nỗi khóc gọi thần, hét kêu quỷ, đánh gãy cả gân cốt bọn họ, rồi đuổi ra khỏi phái Thanh Hà. Này! Các đệ tử phái Thanh Hà nhìn nhau, vị đạo trưởng này là người xuất gia thật sao? Sao ra tay mạnh quá vậy? Không đánh cho họ một trận thì ta khó mà thoải mái được, cứ tưởng mình là thánh tử sao? Dám chạy đến trước mặt ta ăn nói lung tung, giữ một mạng cho họ đã là không tệ rồi. Đạo trưởng, người ra tay cũng quá nặng rồi. Làm như vậy rất dễ làm bọn họ giận dữ đó. Ta vị trưởng lão sợ hết hồn hết vía. Chính vì muốn giải quyết vấn đề, nên ta mới đánh họ một trận. Thật ra Diệp Phàm cũng không còn cách nào nữa, hắn chỉ còn biết làm như thế thôi. Nếu không, một khi bọn họ tỏ ra yếu thế, hắn dám khẳng định phái Thanh Hà sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Người khác có thể giả trư để ăn cọp, nhưng hắn không được giả dạng thành con cọp để ăn con heo. Nhưng khi nãy mình đã thể hiện thực lực mình cường đại, rồi nói rằng sau lưng có một vị sư phụ không tồn tại, chắc có thể tạm thời kinh sợ đối phương được. Bần đạo đi mời vài người bằng hữu tới tương trợ, phải rời khỏi nơi đây khoảng nửa tháng. Ta tin trong thời gian đó, bọn họ không dám tiến công đâu. Diệp Phàm quyết định đi tìm một nơi nào đó để bế quan. Đạo trưởng, người đi như vậy. Mấy người phái Thanh Hà ngẩn người. Không có chuyện gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ đi qua ba môn phái kia một lần để trấn trụ bọn họ. Ngay ngày hôm đó, Diệp Phàm liền tới Ly Hỏa giáo, Thất Tinh Các, phái Lạc Hà. Hắn làm bộ dáng của cao nhân, tỏ ra mình là truyền nhân của các thánh địa. Dĩ nhiên hắn không dám đi vào bên trong, mà chỉ đi một vòng ở ngoài sơn môn. Hắn không muốn mạo hiểm, lỡ như bị mấy lão quái vật ngăn cản thì rất phiền toái. Mặc dù hắn chỉ làm như thế, nhưng cũng đủ làm cho ba nhà đó phải thất kinh. Bọn họ cảm thấy rất có thể trong phái Thanh Hà vẫn có tu sĩ bí cảnh thứ ba trưng giữ, nếu không, sao tên đạo sĩ vô lương này dám làm thế? Trước khi bế quan, Diệp Phàm lại đi tới Thành Bình Nham một lần. Hắn muốn thăm dò động tĩnh của Giao Trì Thánh Nữ, tránh bỏ sót việc gì đó. Nhưng không ngờ hắn lại ngoài ý muốn biết được Giao Trì Thánh Nữ đang đi quan sát từng thành, không lâu sau đó sẽ về Giao Trì. Sợ rằng không thể nào làm hai chuyện cùng lúc được. Diệp Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ hắn bế quan, sợ rằng sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, có người lại nói đây chỉ là lời đồn chứ không phải là thật. Họ còn nói rằng rất có thể Giao Trì Thánh Nữ sẽ đi tới các khu vực bên ngoài mỏ của Thái Sơ một lần. Nàng đi tới khu vực bên ngoài mỏ của Thái Sơ làm gì? Rốt cuộc tin nào mới là tin thật đây? Diệp Phàm rất khó xác định. Xem ra, ta chỉ còn cách tự mình đi tìm hiểu một nàng. Dù nói gì đi nữa, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Bởi vì chỉ có cách luận giải nguyên thạch được, rồi để Giao Trì Thánh Nữ tự mình dẫn tới Giao Trì Thánh Địa thì mới đảm bảo nhất. Nếu không, một khi hắn lẫn vào trong, rất dễ bị người khác phát hiện. Tốc độ Diệp Phàm nhanh như điện chớp, mấy ngày sau đã đi đến một cổ thành tên là Cung Vân, cách Thành Bình Nham khoảng 9 vạn dặm, Giao Trì Thánh Nữ đang ở chỗ này. Thành Cung Vân là nằm trên một ốc ảo không lớn, nhưng ở đây lại có rất nhiều truyền thuyết, người dân sống ở đấy tin rằng có thần linh thái cổ đang thủ hộ bọn họ. Giao Trì Thánh Nữ dừng chân ở chỗ này nửa tháng, nhưng vẫn chưa rời đi. Điều này làm cho nhiều người không hiểu, không biết rốt cuộc của Thành Cung Vân này có gì hấp dẫn nàng. Đến hôm nay, những người đuổi theo nàng đi tới đây đã tăng lên rất nhiều, trong đó có không ít thanh niên tài tuấn. Không thể không nói mị lực của Giao Trì Thánh Nữ thật sự quá lớn. Trong những người theo đuổi nàng, có cả các đệ tử trẻ tuổi của Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, thậm chí còn có hoàng tử Trung Châu. Địa chuyện à?
Ta nghe nói ở Trung Châu không có thánh địa, nhưng lại có hoàng triều trường tồn mấy chục vạn năm không hủ diệt. Một người được gọi là hoàng tử thì chắc chắn phải là nhân vật khó lường. Sao có thể vì một nữ nhân mà từ Trung Châu chạy tới Bắc Cực Đông Hoang này? Diệp Phàm lắc đầu, cảm thấy không thể tin được. Khi hắn ở trong cổ thành Vân Côn nói ra mấy lời này, lập tức có một tên tu sĩ liếc hắn một cái, nói, đạo sĩ mập này, tin tức ngươi nghe được sai rồi. Sao lại sai? Tin tức đúng chính là, mặc dù hoàng tử không cố ý từ Trung Châu chạy tới, nhưng cũng không khác lắm. Bởi vì đáng lẽ hắn phải đi tới thánh thành Bắc Cực, nhưng sau đó lại vì giao trì thánh nữ nên mới đuổi theo tới đây. Diệp Phàm vuốt cằm một chút, giao trì thánh nữ này thật sự có mị lực như thế sao? Rốt cuộc dung mạo nàng xinh đẹp tới mức nào, không chỉ có các thánh tử thánh địa mà còn có hoàng tử của hoàng triều đã trường tồn mấy chục vạn năm theo đuổi, thật sự không thể hiểu nổi. Không phải chỉ là một nữ nhân sao? Hắn lẩm bẩm một câu. Đạo sĩ mập, ngươi là người xuất gia, khó hiểu rõ được. Nhưng mà, nếu như ngươi nhìn thấy giao trì thánh nữ, không chừng sẽ hoàn phục đó. Đạo gia ta không làm những việc như vậy, dù cho cửu thiên huyền nữ đến tinh cầu này, ta cũng chỉ xem nàng là một nữ nhân bình thường, không có gì hơn. Mũi châu này nói có lý lắm, không phải chỉ là một thánh nữ sao? Chờ đến lúc nào đó tâm tình ta tốt, ta sẽ bắt nàng về làm tiểu thiếp. Một người thanh niên có râu quai hàm ở bên cạnh mở miệng. Diệp Phàm vừa nhìn cũng biết người thanh niên có râu quai hàm này tuyệt đối là giặc cướp, nếu như không khách khí, sợ rằng hắn còn là tử tôn của mấy nhóm giặc cướp lớn. Những người bên cạnh liền đứng dậy bỏ chạy, chỉ còn người thanh niên có râu quai hàm và Diệp Phàm ở lại. Đạo sĩ Mũi Châu, cách nói chuyện của ngươi rất hợp ý ta, chúng ta tìm chỗ nào để uống đi, thế nào? Người thanh niên này mở lời mời. Bị gọi là đạo sĩ Mũi Châu, Diệp Phàm cũng chỉ còn cách chấp nhận. Ai bảo mình giả trang thành Đoạn Đức đây? Hai người đi lên một tửu lâu, gọi vài món ăn và rượu. Người thanh niên có râu quai hàm mở miệng nói, chúng ta ăn trước, khi mấy vị bằng hữu ta tới đây, cứ để bọn họ trả tiền. Người thanh niên này rất hào sảng, lấy chén lớn ra uống với Diệp Phàm, uống một lần đến 18 chén rượu, toàn bộ đều là rượu mạnh. Thống khoái. Hắn dùng tay chùi đi vệt rượu ở trên mặt, cười to nói, ta muốn hỏi một câu, ngươi là đạo sĩ thật à? Nhưng sao ngươi lại ăn cả chân giò heo, rồi thịt dê nướng, không kiên kỵ gì sao? Đúng là một đạo sĩ rượu thịt. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Bần đạo Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng. Diệp Phàm đáp. Ta và đạo trưởng quả nhiên hữu duyên, không chỉ thấy dung mạo đạo trưởng có chút quen biết, ngay cả tên cũng có chút quen tai. Người thanh niên có râu quai nón này có đôi mắt rất lớn, thân hình khôi ngô, cười lớn một tiếng rồi nói tên họ mình ra, ta tên là Ngô Trung Thiên. Diệp Phàm hơi giật mình một chút, không phải thủ lĩnh nhóm giặc cướp xếp hạng thứ 5 ở Bắc Cực tên là Ngô Đạo sao? Sợ rằng tên nam tử khí khái hào hùng này chính là con cháu của Ngô Đạo. Thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 4 chính là Thanh Giao Vương, cũng là đại năng tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Thủ lĩnh nhóm thứ 7 chính là Đồ Thiên, chủ nhân vũ khí cực đạo của đại đế Thượng Cổ. Ngô Đạo xếp thứ 5, xếp giữa hai người trên, pháp lực người này thông thiên, chắc chắn con cháu của hắn cũng là cường giả siêu cấp. Thật ra ngay từ ban đầu Diệp Phàm đã cảm thấy đối phương bất phàm, tính cách khẳng khái, là một nhân vật đáng để kết giao. Quả nhiên, mới qua một lúc sau, những gì Diệp Phàm phỏng đoán đã trở thành sự thật. Đồ Phi đi lên tửu lâu, mà ở phía sau hắn còn có rất nhiều thanh niên cường hãn. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy người này ở Tiên Thạch Phường Giao Trì. Toàn bộ đều là con cháu các nhóm giặc cướp lớn, phải nói đây là tụ hội của một đám tiểu thổ phỉ, người nào người nấy đều bất phàm, không kém hơn các thánh tử kia là bao. Ủa? Vị đạo trưởng này là ai? Sao ta chưa thấy bao giờ? Một người hỏi. Đồ Phi uống một ngụm rượu, cũng hỏi, Trung Thiên ca, vị đạo trưởng này là ai, huynh giới thiệu đi chứ? Qua cách nói của Đồ Phi, có thể thấy Ngô Trung Thiên là một người có hy vọng trong đám người này. Ngô Trung Thiên rót một chén rượu mời mọi người, rồi nói, ta cũng mới quen vị đạo trưởng này mà thôi, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết từ lâu, rất là hữu duyên đó. Hắn tên là Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng. Ồ, đúng thật. Ta cảm thấy danh tự này cũng có chút quen tai. Đồ Phi lẩm bẩm. Diệp Phàm thầm nói không ổn, chẳng lẽ tên đạo sĩ thất thức kia giao du rộng vậy sao? Hắn ở Nam Vực có chút danh tiếng cũng được đi, nhưng bây giờ đã tới Bắc Vực rồi, chẳng lẽ hắn cũng có người quen? Nếu như đúng là như vậy, tên đạo sĩ này thật không tầm thường. Phải biết rằng Nam Vực và Bắc Vực cách nhau rất xa, việc vượt qua hư không là việc khó khăn, bởi vì đa số vực môn đều nằm trong tay các thánh địa. Trung Thiên ca, cái tên Đoạn Đức này, đệ càng nói càng thấy quen tai. Hình như 8 hay 9 năm trước, huynh đã từng mắng người này một trận thì phải. Một con cháu giặc cướp ở bên cạnh nói thầm. Nghe người này nói vậy, dường như Ngô Trung Thiên cũng nhớ ra điều gì đó. Mắt hắn thoáng cái đã trừng lên,
nhìn sang Diệp Phàm rồi giống to, ta cứ nói sao nhìn ngươi giống như đã từng quen biết vậy, con bà nó, thì ra là ngươi. Chúng ta biết nhau sao? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn. Hắn còn chưa mắng được tên đạo sĩ vô lương kia, nhưng dường như lúc này đã phải chịu tiếng xấu thay rồi. Mặc dù ta chưa từng thấy mặt ngươi ở ngoài, nhưng đã từng thấy bức họa của ngươi. Dù có đốt xương cốt ngươi ra thành tro, ta vẫn nhận ra được. Ngô Trung Thiên thở hổn hển, nói những người khác bao vây Diệp Phàm lại rồi lấy tay chỉ thẳng vào Diệp Phàm, đầu ngón tay hơn rung rung, nói, con bà nó, tên đạo sĩ vô liêm sĩ nhà ngươi, ngươi thật to gan lớn mật. Ngay cả mộ phần tổ gia gia ta mà ngươi cũng dám trộm, gia gia ta đã từng nói, nếu như bắt được ngươi thì phải nhốt ngay vào trong mỏ của Thái Sơ. Khóe miệng Diệp Phàm giật giật, hắn cũng cảm thấy tên đạo sĩ vô lương kia cũng quá vô liêm sĩ rồi, sao người nào mi cũng có thể chọc được vậy. Ngay cả mộ phần tổ tiên thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ năm mà mi cũng dám chọc, cái này đúng là trộm đồ của người có quyền có thế thật mà. Chư vị, cái này không có liên quan tới ta. Diệp Phàm kêu oan, đây là một tội danh rất lớn, không thể nào nhận được. Hắn mắng to đoạn đứt trong lòng, mi cũng thật quá thất đức. Ngô Trung Thiên ngây thơ bị chọc tức thật rồi. Cứ nghĩ là quen biết, nên đã mời tên khốn kiếp này vào tử lâu, rồi ăn một miếng, uống một miếng với đối phương. Thật không ngờ đối phương lại là người có thù cũ với mình, hắn giận quá đập tay xuống bàn một cái, làm cho cái bàn rung lên liên tục. Tên đạo sĩ thất đức nhà ngươi quá xấu đó. Dù cho tổ tiên Trung Thiên ca là một đại năng, nhưng ngươi cũng không thể trộn bậy được. Nếu như việc này truyền ra ngoài, thử hỏi thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ năm là Ngô Đạo Gia Gia chịu sao nổi. Đồ Phi hít mắt, nói lời như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Trong một cổ tích ở chân trời xa xôi, đạo sĩ mập đoạn đứt hắt xì ba cái, ngửa đầu lên trời mắng, tên khốn nào đang nguyền rủa ta, đừng để cho đạo gia ta biết. Nếu không, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lúc này Diệp Phàm không biết nói thêm gì nữa rồi, nghiệp chướng của tên đạo sĩ vô lương kia thật quá nhiều, nguyên một đám tiểu thổ phỉ đều muốn lột da của hắn ra. Diệp Phàm vội vàng giải thích, ta không phải là đoạn đứt, ta cũng có một món nợ cũ chưa thanh toán xong với hắn đây. Hắn bất đắc sĩ phải hiện nguyên hình ra, nếu như còn kéo dài thời gian nữa, chắc sẽ bị mấy tên thổ phỉ này xé nát mất. Huynh đệ thiên tài, có thật là ngươi không đấy? Ta cứ tự hỏi từ lúc nào mà trong những người như chúng ta lại xuất hiện một người toàn tài như ngươi, ngươi cho rằng chỉ cần thay đổi hình dáng là có thể che mắt được ta sao? Dù ngươi có lột da ra ta vẫn nhận ra được. Ngô Trung Thiên dáng người to cao, hàm râu quai nón hơi rung rung, uy thế mạnh mẽ đến nỗi hồn sư cũng phải khiếp sợ, ánh mắt phát ra ánh hào quang rực rỡ. Đồ Phi đi qua đi lại xung quanh Diệp Phàm, hai mắt xoay tròn. Sau đó hắn liền cười ha ha, nói, ta vẫn cảm thấy ngươi là tên đạo sĩ bất lương kia, ngươi thay hình đổi dáng cũng vì muốn che mắt bọn ta thôi. Muốn bọn ta tin ư? Trừ khi ngươi lấy được bằng chứng ra. Diệp Phàm giật giật cái đạo bào quá cổ, nói, đồ huynh ngươi thật làm khó ta quá. Người khác không nhận ra cũng không sao, nhưng sao cả ngươi cũng không nhận ra. Chúng ta từng gặp nhau tại mỏ nguyên của Diêu Quang Thánh Địa mà. Ý, thằng nhóc này quả thật có chút mánh khóe, hình dáng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Vừa nhìn đã biết là một tên đi ăn trộm chuyên nghiệp, chuyên dùng thuật pháp này để làm việc mờ ám mà. Dám con cháu của nhóm giặc cướp lớn gào to lên. Đồ Phi nở nụ cười gian, nói, đơn giản thôi, chỉ cần ngươi lấy ra bộ y phục của Diêu Quang Thánh Nữ được là đủ chứng minh rồi. Ngươi làm vậy có sao không đó? Ngươi lấy ra cũng đâu có mất mát gì, người đáng phát điên lên là Diêu Hy, nhưng nàng ta lại không có ở đây. Đồ Phi cười đùa, nói với đám tiểu thổ phỉ ở bên cạnh, các ngươi không tin ta thật sao? Cho rằng Diêu Hy cao ngạo tại thượng không dính chút bụi trần kia không có khả năng bị người ta khi nhục sao? Vậy hôm nay ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt một lần. Thật hay giả đây, nghe ý của ngươi, hắn không phải là đoạn đức sao? Bọn thổ phỉ bên cạnh không thể tin được. Thật sự thì Diệp Phàm không có ý xấu, hắn lấy bộ quần áo kia là vì muốn có một tấm bùa hộ mệnh vào những lúc nguy cấp mà thôi. Cho nên hắn cũng không lấy ra, nhưng xương cốt toàn thân lại đột nhiên vang lên tiếng lách cách, chỉ một lát sau đã biến thành thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ bảy, Đồ Thiên, rồi giả bộ nói, Đồ Phi, không được càng quấy. Đồ Phi, á, ta, không. Một đám con cháu nhóm giặc cướp lớn trợn mắt, rồi ngoác miệng cười to, hai tay đấm rầm rầm trên bàn không ngừng. Không thể làm như vậy được đâu. Diệp tiểu huynh đệ làm ơn biến trở lại đi. Đồ Phi đứng ngồi không yên. Bây giờ ngươi tin ta không phải là đoạn đức rồi chứ? Tin rồi, ta đã sớm biết ngươi không phải là hắn. Đồ Phi buồn bực nói. Mấy tên tiểu thổ phỉ khác cũng nhanh chóng hiểu rõ, người trước mặt không phải đạo sĩ bất lương, nhưng bọn hắn vẫn cười to đến nỗi miệng không thể ngậm lại được. Ngô Trung Thiên lại không người xuống, nhìn Diệp Phàm chằm chằm, nói, ngươi thật sự đốt chết một tên thái thượng trưởng lão cơ gia. Cũng may mắn mà thôi. Nhìn chung mấy tên con cháu các nhóm giặc cướp này có được nguồn tin rất nhanh,
bọn họ đã sớm nghe tới điều này. Nhưng khi tận tai nghe Diệp Phàm nói, cả bọn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi thật sự lấy được quần áo nào đó của Diêu Hy à? Một tên thổ phỉ khác hỏi. Cái này, nói như thế nào nhỉ? Không cẩn thận, ngẫu nhiên lấy được một cái. Lời này vừa nói ra, lập tức trên dưới tủ lâu có những tiếng sói tru vang lên, hai mắt những người này sáng rực. Những người khác trong quán rượu đã bị dọa chạy hết từ lâu, mọi người đều đoán được phần nào đây chính là con cháu của 13 nhóm giặc cướp lớn, không có ai muốn đụng vào. Trời ơi, Diêu Hy thánh thiện thuần khiết của ta, ông trời thật không có mắt mà. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi làm ta đau lòng quá. Đau khổ cái gì, phải nói thật là sảng khoái. Lần trước, nàng và tên thánh tử kia truy sát ta với đồ phi chạy suốt 3.000 dặm, bây giờ nghe vậy thật là hả giận. Máu nóng mấy tên tiểu thổ phỉ sôi trào, bàn luận liên miên, hú hét không ngừng. Ta nói này Diệp tiểu huynh đệ, có thể bán bộ đồ kia cho ta được không? Ta cho ngươi 100 cân nguyên tinh khiết. Không làm cho con nha đầu cao ngạo kia tức chết, ta nuốt không trôi cơn giận này. Một tên thổ phỉ tỏ thái độ thấy sang bắt quàng làm họ, ngồi chúc trụ Diệp Phàm. Ta cho ngươi 500 cân nguyên, ta muốn đem bộ y phục này đến Thánh Thành triển lãm. Một tên tiểu thổ phỉ khác nói. Đi Thánh Thành giao bán làm gì, trực tiếp bán cái áo ngực đó cho tên hoàng tử Trung Châu kìa, chúng ta cứ bắt hắn phải nôn ra một khoản tiền kha khá. Làm như vậy vẫn chưa độc ác, hay là chúng ta bán đấu giá áo ngực thánh nữ khắp Bắc Vực nhỉ? Mời mấy tên tuấn kiệt trẻ tuổi tới, nếu được, chúng ta phát cả thiếp mời cho mấy lão già bất lương. Đám tiểu thổ phỉ này liên miên bất tuyệt, xem điệu bộ giống như chuẩn bị muốn dìm thanh danh Diêu Hy xuống bùn mãi mãi, không cho nàng ta ngóc đầu lên được. Các vị cũng quá đáng đấy. Mấy ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được à? Diệp Phàm dở khóc dở cười, đây rõ ràng là một đám vô liêm sỉ mà. Diêu Quan thánh nữ và thánh tử quả là đáng chết, ngày trước còn liên kết với rất nhiều cường giả muốn đuổi tận giết tuyệt, thiếu chút nữa là lấy mạng bọn ta. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải lấy thủ đoạn độc ác trừng trị bọn họ. Các ngươi làm ơn đừng có hại ta được không? Diệp Phàm tự biết mình không thể so sánh với bọn hắn, những người này đều có 13 nhóm giặc cướp kinh khủng chống lưng, dù có chọc phải họa lớn ngập trời, họ vẫn có chỗ dựa vững chắc. Còn hắn thì sao? Nếu như hắn dám bán đấu giá áo ngực của Diêu Hy, chắc chắn Diêu Quan Thánh Địa sẽ vì mặt mũi của họ mà đuổi giết hắn không ngừng, bằng mọi cách phải xóa sổ được hắn. Ngươi sợ cái gì? Sau này theo chúng ta ở cùng một chỗ, xem con nhóc kia làm gì được, nếu ở chung với các ngươi, kiếm đâu ra cổ kinh để tu luyện. Ai có thể cung cấp cho ta một vạn cân cân nguyên đây? Diệp Phàm nhẹ giọng than thở. Diệp tiểu huynh đệ cũng quá tham lam rồi, cả Đông Hoang này chỉ có mấy quyển cổ kinh, lại thêm triệu cân nguyên nữa, một điều kiện to lớn như vậy, ngươi có đi hỏi thánh địa thì cũng chưa chắc bọn họ đáp ứng được. Thôi, đến đây đi. Ta giới thiệu một chút. Ngô Trung Thiên giới thiệu mấy người xung quanh. Tên nhóc này tên là Liễu Thấu. Ngô Trung Thiên chỉ một thanh niên có chút hoang dã thô bạo, người này là cháu ruột của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 6, Liễu Phong. Diệp Phàm thật hết muốn nói, tên người này thật quá quái dị đi, tên này không phải có nghĩa là giặc cướp sao? Cùng một dạng với cái tên đồ phi. Đây là Lý Hắc Thủy. Ngô Trung Thiên chỉ sang một thanh niên dáng người cao to, có khuôn mặt ngăm đen. Người này chính là cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 8, Lý Hằng. Cái tên này cũng rất kỳ quái. Hắc Thủy. Sao nghe cứ giống như có một dòng nước đen bốc mùi vậy? Không biết có phải mấy lão giặc cướp kia đã thương lượng cẩn thận trước rồi không? Đồ Phi thấy vậy liền tỏ vẻ đau khổ, nói, ta biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì, thật không có cách nào cả. Mấy lão già kia ngồi một chỗ, rảnh rỗi rồi dở trò, đặt trước tên của chúng ta. Khóe miệng Diệp Phàm giật giật, có gia gia như vậy quả thật là xui xẻo mà. Hắn tên là Cương Hoài Nhân. Ngô Trung Thiên chỉ về một thanh niên khác, là con cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 9, Cương Nghĩa. Lai lịch của lão giặc cướp này rất lớn, hắn vốn là người của thế gia hoang cổ Cương gia. Đương nhiên mạch này của bọn họ đã sớm tách ra, phản bội lại gia tộc và trở thành nhóm giặc cướp tiếng tăm lừng lẫy. Nhớ lại năm xưa, việc này đã làm rất nhiều người kinh ngạc. Diệp Phàm cảm thấy cái tên này còn nghe được một chút, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao mấy người bên cạnh Cương Hoài Nhân lại cười cười, còn hắn lại phiền muộn tự rót rượu uống. Gia gia hắn thanh cao, không nghĩ tới ân nghĩa trước đây, nên quyết định đặt cho hắn đặt một cái tên thật ý nghĩa, nghe cũng thật sâu sắc đó. Cương Hoài Nhân không phải là người xấu họ Cương sao? Ha ha, chính là Cương người xấu. Đồ Phi ở bên cười giải thích. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì nữa rồi, cái này, bốn tên Đồ Phi, Liễu Thấu, Cương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy đi liền với nhau, mỗi khi đọc qua một lần là hắn cứ muốn cười to lên, nhưng cũng chỉ còn cách cố nén vào bụng. Tài nghệ mấy tên này không kém chút nào đâu.
Trong năm người này, chỉ có cái tên Ngô Trung Thiên còn nghe được, nhưng cả khí chất hay hình tượng đều cũng như bốn tên kia, vừa nhìn đã biết không phải là người hiền lành gì. Chỉ cần hắn nói một câu hay một lời thôi, tuyệt đối có thể làm cả cái chợ ồn ào huyên náo yên lặng lại ngay lập tức. Diệp tiểu huynh đệ có dự tính gì không? Ngô Trung Thiên hỏi. Đồ Phi cũng nói, ngươi đến cổ thành Côn Vân làm gì đây? Nơi này hoang vu ít người qua lại, ngoại trừ mấy lời đồn ra thì không còn gì đặc biệt nữa cả. Ta muốn biết một việc, sau khi xong việc nơi đây, Giao Trì Thánh Nữ phải về lại sư môn sao? Diệp Phàm dò hỏi bọn họ. Lý Hắc Thủy đột nhiên rú lên một tiếng, nói, cầm thú a cầm thú, vừa ăn cướp áo ngực của Diêu Quan Thánh Nữ, giờ lại hướng ma chảo xấu xa về phía tiên nữ Giao Trì. Ta nói này Diệp tiểu huynh đệ, làm người phải có chút lương tâm. Ác quá, ác quá, tên này chuẩn bị giăng lưới một lần bắt hết mấy vị thánh nữ Đông Hoang sao? Làm người không thể tham lam như vậy, đã có Diêu Quan Thánh Nữ mà ngươi còn chưa thấy đủ à? Liễu Thấu cũng kêu gào không ngừng, Diệp Sắc Ma, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng coi như là người cùng nghề với chúng ta, làm người phải biết điểm dừng chứ, quá đáng như thế thì ngươi muốn chặn đường sống các huynh đệ đây sao? Đồ Phi tỏ vẻ đường đường chính chính, nói ra. Khương Hoài Nhân thì bình tĩnh hơn một chút, nói, Diệp Phàm, làm người không thể quá phận đấy. Các ngươi nói ít thôi được không? Thật sự ta không chỉ muốn bắt đi mấy vị thánh nữ của Đông Hoang, mà còn muốn cướp nốt mấy viên ngọc quý của các thế gia hoang cổ, lại càng muốn bắt luôn công chúa của Hoàng Triều Trung Châu đã tồn tại mười mấy vạn năm. Ta muốn xây một hậu cung thật lớn đấy. Cầm thú a cầm thú. Sau hơn nửa canh giờ cơm nước no nê, bọn họ vừa cười nói vừa bước ra khỏi tửu lâu. Cơ thể Diệp Phàm đùng đùng một tiếng lại biến thành hình dáng thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ bảy, Đồ Thiên. Đồ Phi thấy thế bực mình nói, thấy ta hiền lại lớn tới là sao, thật tức chết mà. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy giả mạo đạo sĩ bất lương để hành sự quá nguy hiểm, tên khốn kiếp này làm nhiều việc xấu xa, biến thành hình dạng của hắn có khi lại vô duyên vô cớ làm đại nạn lâm đầu. Suy đi nghĩ lại, khớp xương hắn lại xoạt xoạt thay đổi, trở thành một tên đạo sĩ thân khoác áo choàng, phong thái phiêu dật, khuôn mặt thanh tú linh động, có một tư thái xuất trần. Cổ thành Côn Vân có lịch sử lâu đời, từng phiến đá trên đường phố bị người người đi qua nên đã mài mòn không ít, không biết đã tồn tại từ năm tháng nào. Người trong thành này đều thờ phụng thần linh thái cổ, ai cũng cho rằng ở đây có thần linh đang thủ hộ. Có người nói rằng Giao Trì Thánh Nữ ở lại đây hơn nửa tháng mà vẫn chưa đi, chắc chắn có liên quan tới truyền thuyết này. Bọn hắn cùng bước đến tiên thạch phường Giao Trì. Mấy tên tiểu thổ phỉ này không phải là hạng tầm thường, nơi nào có bọn họ đều nổi lên phong ba. Diệp Phàm biết mấy tên này đang âm mưu chuyện gì đó, rất có thể sẽ làm náo động lên. Nhưng hắn cũng không cảm thấy lo lắng, hình dáng hiện tại của hắn đã hoàn toàn đổi khác, không sợ bị người ta nhận ra. Chỉ còn mấy ngày nữa là Giao Trì Thánh Nữ rời khỏi đây rồi. Ngô Trung Thiên giải thích. Thật muốn nhanh chóng giết chết tên Diêu Quan Thánh Tử cho rồi. Lý Hắc Thủy lộ quyết tâm. Tên khốn đó rất mạnh. Hắn thi triển thánh quan thuật thì gần như vô địch trong cùng thế hệ, thần thể cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Trước mắt chỉ có thể làm cho hắn tức chết, còn việc giết chết hắn thì chắc để mấy ông già ra tay thôi. Tuy tiên thạch phường Giao Trì nằm ở trong thành, nhưng cách bày trí ở đây thanh nhã mà yên tĩnh, có rất nhiều đại thụ ở chung quanh, lá rụng bay theo làn gió. Ngay ở bên cạnh một gốc đại thụ còn có một con suối chảy róc rách, phía trên là một cái cầu nhỏ vắt ngang qua. Những tảng đá hình thù khác nhau được đặt ở nhiều nơi, tạo thành một nơi có cảnh có núi có sông, thật là hài hòa. Vì chỉ còn mấy ngày nữa là Giao Trì Thánh Nữ rời đi, nên mấy ngày này số người đến tiên thạch phường bái phỏng rất nhiều, nhưng không hề mất trật tự, ai ai cũng nhỏ giọng bàn luận. Người của Diêu Quan Thánh Địa đồng hành cùng Giao Trì Thánh Nữ, hình như họ muốn đi tới khu vực bên ngoài mỏ của Thá Sơ thật. Hai mắt Đồ Phi sáng lên. Diệp tiểu huynh đệ à, ta cầu xin ngươi bán áo ngực cho ta đi, ta thật muốn lấy ra bán trước mặt mọi người ở đây đó. Lý Hắc Thủy cắn răng cắn lợi. Mái tóc Diêu Hy bồng bềnh, đen tuyền xinh đẹp, dung nhan nàng ta thật làm người khác phải than thở không thôi. Trong nàng như một phần trăng sáng đứng ở phía trước, tản phát từng làn sương mù làm cho thân thể nàng trở nên phiêu miểu. Bộ y phục xinh đẹp trên người nàng càng làm tôn thêm sức gợi cảm thân thể động lòng người của nàng, dáng ngọc yêu kiều. Diêu Quan Thánh Tử cũng đứng đó, phản phất như một phần mặt trời nhỏ cao ngạo, xung quanh cơ thể có từng tầng ánh sáng óng ánh chậm chậm lưu chuyển, mỗi một cử động dù nhỏ nhất cũng khiến người khác phải chú ý, tựa như con của thần linh. Hai tên Lý Hắc Thủy và Đồ Phi đã từng nếm quả đắng dưới tay hắn, xém chút nữa bị giết chết, cuối cùng phải tìm đường sống trong cõi chết mà sống được tới giờ. Diêu Quan Thánh Tử thật sự rất mạnh. Hắn vừa sử dụng thánh quan thuộc là vạn pháp bất xâm, không thể nào tấn công tới được, gần như là vô địch rồi. Đồ Phi thở dài, nói, công kích mạnh mẽ nhất cũng khó có hiệu quả. Hay là chúng ta mời Thiên Ca ra tay luôn, nhất định có thể áp chế hắn.
Lý Hắc Thủy trở nên lạnh lùng, nói ra: áp chế, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm nay đến đây chỉ để tung hỏa mù, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Ngô Trung Thiên trầm giọng nhắc nhở: yên tâm đi, bọn đệ sẽ không tự rước lấy phiền phức đâu. Diệp tiểu huynh đệ đi đâu rồi, sao tự dưng biến mất? Khương Hoài Nhân thắc mắc. Cầm thú a cầm thú, tên này còn nhỏ tuổi mà đã như vậy, thật sự là quá cầm thú rồi. Các ngươi nhìn kìa, hắn đang đi tới gần công chúa của Hoàng Triều Đại Hạ ở Trung Châu, thật không ngoan mà, cũng không biết tên biến thái này từ đâu chui ra nữa. Liễu Khâu than thở. Hắn tuyệt đối không được gây sự đó, Hoàng Triều Đại Hạ truyền thừa hàng vạn năm bất hủ, thực lực ẩn sâu bên trong rất khủng khiếp, không cách nào tưởng tượng được, lại có cả tên hoàng tử vô cùng mạnh mẽ kia ở dây nữa. Lý Hoắc Thủy nhẹ giọng nói. Phía trước có một nam tử thanh niên, phong thái của hắn như một mặt trăng được muôn ngàn ánh sao vây lại, được bảo vệ ngay ở trung tâm. Giáp trụ màu vàng kim bao phủ cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hắn chính là hoàng tử Hoàng Triều Đại Hạ, anh tư bộc phát, long khí lưu chuyển xung quanh, tu vi sâu không lường được. Thật ra Diệp Phàm cũng không đi tới chỗ người này, mà là đang quan sát một nữ tử bên cạnh hắn. Đó là nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ xuất trần, hồn nhiên xinh đẹp, từ trên người toát lên một cổ khí chất đặc biệt. Diệp Phàm không có ý gì nhưng vẫn cảm thấy kích động, dù cô gái này thơ ngây thánh thiện, xinh đẹp động lòng người nhưng nguyên nhân thực sự hấp dẫn hắn chính là vì đây là một ni cô. Đương nhiên hắn cũng không phải thực sự quan tâm đến điều này, mà vì thân phận của đối phương làm hắn không thể không phấn chấn, khó bình tĩnh được. Đây là môn đồ của Phật giáo thật sao? Hắn rất muốn hỏi nàng một câu, thế giới này có Phật Đà hay không? Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.